Chi Pu đụng Hà Hồ cùng Minh Dương thi nhau khoe đôi chân miên man nhờ một set đồ. Tối ngày 15 tháng 3, sự kiện ra mắt bộ sưu tập Gucci Ancora xuân hè 2024 đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám trong nước. Bên cạnh những màn lên đồ ấn tượng, xuất sắc thì loạt khoảnh khắc tương tác của dàn sao tại sự kiện cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Một trong số đó không thể không nhắc đến khoảnh khắc bùng nổ vi rùa và đầy quyền lực của Hà Hồ và Chi Pu tại event. Sau bao ngày chờ đợi, sự kiện ra mắt bộ sưu tập Gucci Ancora xuân hè 2024 của Gucci đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 15 tháng 3. Sự kiện này không những có sức ảnh hưởng với giới mộ điệu mà còn nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz. Với dress code đen, đỏ, dàn khách mời đã có màn xuất hiện trong những trang phục ấn tượng, đẹp mắt. Hồ Ngọc Hà, Chi Pu sang ngất trong set đồ kiểu dáng casual, tối giản nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại, khoe trọn đôi chân cực phẩm cùng body thon gọn. Hai ngôi sao không hẹn mà đều lựa tông son đỏ để giúp diện mạo thêm phần sắc sảo, hút hồn cũng như tôn lên làn da trắng sáng, mịn màng. Những phụ kiện, trang sức đi kèm cũng được lựa chọn một cách tỉ mỉ để hoàn thiện layout quý cô thanh lịch, sang trọng và thời thượng. Qua ống kính cam thường, hai mỹ nhân đình đám của Vbiz vẫn gây ấn tượng với vi rùa xinh đẹp, sắc nét. Thần thái và khí chất đỉnh cao của Chi Pu và Hồ Ngọc Hà khi chung khung hình cũng khiến dân tình khó có thể rời mắt. Vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn của hai nghệ sĩ khi giao lưu, tương tác với nhau cũng ghi điểm trong mọi khoảnh khắc. Dường như, khoảng cách 9 tuổi cũng không còn tồn tại trong khung hình này.